Đó. Anh nghe ấy bà nội nghe. Dạ. Bà nội dữ chưa nha. Dạ. Nói con bị sốt làm sao? Con bị sốt làm sao? Con bị sốt làm sao? Con chảy mũi luôn không? Con chảy mũi luôn, con nóng quá trời luôn. Rồi mẹ bắt uống thuốc luôn. Nói đi. Đâu? Cha. Sao con sốt làm sao? Nói bà nội nghe. Dạ. Nói đi. Ông nội kìa. Nói chuyện với đây. Được 8 chiếc rưỡi rồi. À, còn mấy cái. Đó. Đâu rồi? Ê. Ê. Nó. Đâu rồi? Ừ. Hẹ hẹ đi. Hẹ đi hẹ. Nó. Đã đẻ chưa? Đã đẻ chưa? Hẹ đi đó. Nói vậy nói. Nói không? Ừ. Nói hả?